Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Chứng Minh. Kính bạch thượng tọa, trụ trì chùa Tây Thiên Trúc Lâm. Kính thưa cùng tất cả chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử. Hôm nay chúng tôi đến đây có hai mục đích. Thứ nhất, đó là hoàn toàn đến đây để tùy hỷ với lại sứ mệnh hoằng pháp của Thượng Tọa Thích Pháp Hòa với tư cách là Pháp Lữ. Rất vui với lại những Phật sự mà Thầy đã làm, và nhất đó là trong chuyên ngành Hoằng Pháp, để chúng ta khẳng định rằng trong cuộc đời này được gặp nhau, được trao gửi cho nhau những điều thánh thiện để tự mình thánh thiện hóa đời sống tâm linh của mình. Đó là nhân duyên thù thắng. Trân trọng nhân duyên này của Thầy, vì ở xa không dễ gì gặp nhau, mỗi người có một công việc, cho nên nghe Thầy đến Thái Lan Hoằng Pháp, thiền thuật đến đây chỉ để gọi là ủng hộ tinh thần, mà Phật học gọi là tùy hỷ, vui theo việc làm của Thầy, đem đến niềm an lạc cho hàng triệu triệu người Việt Nam trong nước và hải ngoại, trong đó có những người đang dành rất là nhiều tâm tư, tình cảm, thời gian và sức khỏe của mình có mặt trong hội trường này. Chúng ta có thể so sánh trong quá khứ khi chúng ta chưa biết giáo pháp của Đức Phật, và hiện tại chúng ta đang biết và sẽ biết thông qua nhân duyên từ nơi Thượng Tọa Pháp Hòa. Có thể biết giáo pháp của Đức Phật, chúng ta sẽ không có giàu hơn đâu về tiền bạc, nhưng chắc chắn chúng ta có bớt đi những muộn phiền trong cuộc sống của mình. Có phải không quý vị? Thế thì lý do gì mà chúng ta không tùy hỷ với lại cái nhịp độ an lạc rót từ trái tim yêu thương của một người học Phật không biết mệt mỏi? Thầy từng đi làm Hoằng Pháp trong nước, Thầy biết được cái mệt mỏi của người đi làm Hoằng Pháp. Huống chi Thầy vượt một chặng đường xa như thế, suốt nhiều ngày, nhiều giờ. Thầy dành tất cả những điều đó vì cái gì? Không vì cái gì cả cho bản thân của Thầy. Tất cả vì sự an lạc của mọi người. Đó là lý do mà Thiền Thuận tùy hỷ với lại Phật sự Hoằng Pháp, cũng như tâm nguyện Hoằng Pháp và nhân duyên Hoằng Pháp của Thầy Pháp Hòa đối với tất cả các cô chú anh chị em chúng ta có mặt đêm nay, đêm cuối cùng trong chương trình tu học và Hoằng Pháp của Thầy. Lý do thứ hai mà Thiền Thuận đến đây là cũng hơi nhiều chuyện. Hơi nhiều chuyện, hơi xôn xao, hơi lôi nhoi một chút. Tức là nói theo dân gian là hơi ham vui một chút. Nghe người ta xôn xao đi thì mình cũng xôn xao mình đi, để tới coi coi người ta vui kiểu gì. Nói đùa với lại quý vị thôi. Lý do thứ hai đến đây là để ủng hộ tinh thần tu học của tất cả quý Phật tử có mặt ở đây. Hẳn nhiên chúng ta biết trong nước cũng có đạo tràng, cũng có những buổi pháp thoại. Nhưng tại sao chúng ta phải đến nơi này? Đơn giản thôi. Vì chúng ta cảm nhận được giáo pháp của Đức Phật rất gần trong suy nghĩ, trong nhận thức và trong thực tập của chúng ta giữa đời thường mà người truyền cảm hứng cho chúng ta. Đó chính là vị Thầy cao quý Pháp Hòa. Thầy ủng hộ tinh thần tu tập của các vị, tinh thần cầu pháp của các vị mà Thầy đến đây. Vì không phải quý vị quý mến Thầy Pháp Hòa không, mà Thầy cũng là fan của Thầy Pháp Hòa đấy.
Mình quý mến một vị thầy truyền trao chánh pháp cho chúng ta, có lỗi gì? Không lỗi gì cả. Có vượt đường xa hơn đến đây chúng ta cũng đi. Vì cái gì? Vì tìm được sự an lạc đích thực từ nơi giáo pháp của Đức Phật, thông qua phương thức hướng dẫn và truyền giáo của Thầy. Điều đó chúng ta không tìm được ở nơi khác. Điều đó chúng ta chưa tìm được ở vị khác. Hay nói khác hơn, chúng ta đã tìm được hạt giống thì hãy cố gắng chăm sóc, tưới tẩm để hạt giống đó nó sẽ được đơm hoa kết trái và có một mùa bội thu trong đời sống tâm linh của mình. Thưa thật, hôm nay là thầy bị mời lên đây. Diễn đàn này là của thầy Pháp Hòa. Thầy chỉ là Thúy Vân để nâng nhân vật chính là Thúy Kiều. Cho nên thầy xin phép không có làm mất thời gian để quý vị được trọn vẹn an lạc với nhân duyên tu học và tín pháp của mình với vị thầy dễ mến Thích Pháp Hòa. Rất mong tất cả các vị quan hỷ và chúc quý vị luôn tìm được sự an lạc trong những giây phút cuối cùng khi chúng ta còn bên nhau. Vì chia tay rồi, chưa hẳn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cõi đời giả tạm này. Hãy cho nhau những gì mình đang có. Lỡ mai này không có để cho nhau, chúng ta là người học Phật, xuất gia hay tại gia, không có gì cho nhau ngoài trái tim khát khao được tu học chánh pháp. Kính thưa quý Phật tử, tại vì thầy được biết đến thời điểm này mà thầy Pháp Hòa còn ngồi đây là phải nói hết sức là trải cả tấm lòng của mình đến với tất cả quý Phật tử. Thầy khá mệt nhưng vẫn ngồi đây cười tươi rói. Cho nên thầy sẽ đứng lên nói thêm một chút cho thầy nghỉ mệt. Nhớ cho em tiền tiếp khá khá. Kính thưa quý Phật tử, trước đây thầy không có biết xem mấy cái TikTok, nhưng mà cũng từ mấy vị Phật tử mà của chùa thầy đó quý thầy Pháp Hòa gửi cho thầy xem mấy cái TikTok của thầy giảng, thầy nói thì thầy xem thầy thấy đúng là hay, rất hay. Hay bởi cái gì? Ngôn phong rất bình dị, biểu cảm rất chân tình. Và điều đó làm cho chúng ta không mệt mỏi, bởi vì chúng ta có khi cũng mệt khi nghe ai đó khoe kiến thức. Mà bây giờ đó thì mình nói kiểu gì mà đèn tắt cái trời. Quý vị thấy không? Tức điện mà nó cũng cảm được. Tại vì có những lúc thầy chuẩn bị một cái đề tài gì đó để thầy hướng dẫn thì thầy cũng tham khảo với lại các vị tôn túc đàn anh mình trước đây để mình học hỏi. Nhưng mà có khi xin thưa là nghe xong không hiểu. Hình như anh đi xa quá. Nhưng mà chính thầy nghe thầy Pháp Hòa giảng, thầy cũng thấy hiểu, thấy dễ hiểu. Và thầy đồng cảm với lại quý Phật tử, hiểu được những điều mà thầy Pháp Hòa muốn gửi gắm đến cho tất cả các vị. Về kiến thức thì những vị giảng sư đều có kiến thức rộng cả, điều này không có chối bỏ.
Nhưng mà một vị giảng sư mà biết được thính chúng cần nghe cái gì và nói những điều như thế cho Phật tử nghe, thì xin thưa không phải giảng sư nào cũng có được cái năng lực đặc biệt này. Thức ăn quý chưa hẳn là thức ăn ngon, nhưng mà thức ăn hợp khẩu vị mới là thức ăn ngon. Có đúng không quý vị? Chưa hẳn giáo pháp thậm thâm vi diệu, thượng thừa tối thượng thừa, đại đại thượng thừa gì đó, chúng ta không dám bàn. Nhưng mà chúng ta chưa hiểu được thì chúng ta không thể thực tập được. Ngược lại, chỉ một câu thôi, đây chính là đóng cửa của em rồi. Trong một lời giảng bình dị của Thầy Pháp Hòa, chúng ta chợt nhận ra rằng có khi mình đang bứt lối cho chính mình bởi những tập khí của mình. Tôi vậy đó, chịu chịu thôi, phải không? Tánh tôi vậy đó. Chỉ một lời nhẹ nhàng của Thầy thôi, chúng ta sẽ hiểu ra được rằng có khi mình đang đóng lại cánh cửa cuộc đời của mình. Trong khi mình luôn miệng mình nói mình vì người thân của mình, tôi vì anh, tôi vì em, tôi vì con, nhưng xin thưa tôi đang vì tôi, phải không? Đó, anh hứa cùng em đi suốt đoạn đường này mà sao anh chán quá. Chúng ta cứ dùng cái thói quen của mình, đạo Phật gọi là tập khí. Những thói quen này chúng ta áp đặt cho người khác dưới một cái chiếc lòng yêu thương, thì vô tình đối tượng yêu thương của chúng ta sẽ chết ngợp. Và đó là một sự nghịch lý trong yêu thương, không đem tới hạnh phúc. Hạnh phúc có khi rất bình dị khi chúng ta vượt qua được giới hạn bản thân của mình. Ví dụ, thường ngày chúng ta bị nghe nói sóc là chúng ta nhảy tưng tưng rồi. Hôm nay đi nghe Thầy Pháp Hòa giảng, có Thầy Thiện Thuận nữa, hai Thầy Thuận Hòa. Mà mình không hòa thuận được với chồng mình ư, phải không? Hai Thầy ngồi đây mà mình không hòa thuận được với người thân mình sao? Giây phút mà chúng ta vượt qua được giới hạn bản thân, chúng ta thắng được cái tôi của mình, cái bản ngã của mình, Thầy nghĩ rằng đó là những phút giây rất đáng trân quý và cần phải làm cho lan tỏa trong đời sống của mình. Vì chúng ta không phải chúng ta cần không đâu, người thân chúng ta cũng cần đó. Ngày hôm qua thì chúng ta nói những lời rất là ngọt ngào, không có em bầu trời như không có nắng, dễ thương không? Nhưng bữa nay thì khác nha. Hôm nay là thấy em là tôi phát mệt rồi đó. Là vì chúng ta bảo thủ cái tôi của mình, mình luôn giữ chặt quan điểm cá nhân, hay nói khác hơn tức là chúng ta chấp thủ vào tập khí của mình. Ai làm cho mình không có được thoải mái là chúng ta không chấp nhận. Cho nên Thầy có khuyên với lại các Phật tử rằng những em trẻ trẻ mà chuẩn bị trước ngưỡng cửa hôn nhân đó, để nói rằng các con à, đừng chọn người hoàn hảo, vì thực tế không có người hoàn hảo trừ Bậc Thánh. Sở dĩ chúng ta thích người đó, chúng ta mến người đó, chúng ta quý người đó là vì người đó phù hợp với lại mình trong một vài vấn đề, ví dụ như sở thích về ăn mặc, gu về đi tìm du lịch, vân vân,
phải không? Hợp với mình thích thôi, còn không hợp với mình là mình phân chia liền. Ngay cả vô chùa tu có nhóm không? Có. Nhóm này không ưa nhóm kia liếc nhóm nọ. Mẹ đi chùa tối ngày cứ bám thầy thì ghét. Tu không ra đám ôn gì mà làm giọng như đạo đức. Có không? Ngay cả đi tu cũng chia nhóm. Thì ở đâu tìm ra được cái người hoàn hảo? Cho nên chỉ cần tìm cái người đem sự hoàn hảo đến cho mình, đó là hạnh phúc. Điều này đó là thầy nhận ra được khi qua tham dự khóa tu mùa đông vừa rồi ở tại Tây Thiên. Tụng kinh ấn tượng, tụng xong đứng dậy không nổi, đứng không nổi đó. Hòa thượng Quảng Điền mới chọc là thấy cặp đũa của huynh là thấy tiêu rồi. Tụng gần 3 tiếng đồng hồ đó. À, xong rồi thầy Pháp Hòa cầm micro cười tươi rói: quý vị có hạnh phúc không? Trời ơi, thầy nghe mà thầy tê tái cổ lòng luôn. Thầy nói ở Việt Nam mình không bị bại liệt, mà qua đây mình đi tham dự khóa tu, mình tu phát tâm tốt quá, mà không lẽ mình qua đây mình sụi bại sao ta? Nhưng thật sự nơi đó thầy cảm nhận được rằng hạnh phúc là đúng, vì người ta đem tới sự hoàn hảo cho mình. Dù mỏi, dù mệt, dù đau, nhưng mình vẫn ngồi, vẫn cố gắng. Đó là vượt qua giới hạn của bản thân. Giống như các cô, các bà nè, ở nhà là giờ này là nằm xem tivi rồi đúng không? Giờ tài cái đứa cháu đem về trái cây tới ngoại ăn nè ngoại. Giờ tài cái rồi có người so dầu bóp. Còn ở đây ngồi ngáp lên ngáp xuống mà thấy mồ tổ cũng ráng ngồi. Có đúng không? Đó là vượt qua giới hạn của bản thân nhờ cái gì? Thứ nhất là nhờ cái đức tu của vị thầy. Thứ hai là nhờ cái đức của cả đại chúng cùng phát tâm tu. Ai người ta cũng mệt chứ sao không mệt. Nhưng mà tại sao người ta ngồi người ta tu được mà mình không ngồi được? Chỉ suy nghĩ điều đó thôi, chúng ta sẽ từng bước vượt qua được ngã chấp của mình. Hễ nơi nào có sự có mặt của ngã chấp thì nơi đó sẽ có phiền não. Mà ngã chấp càng giảm xuống thì hạnh phúc sẽ càng tăng dần. Cho nên chân thành hôm nay xin cảm ơn thầy Pháp Hòa với cái câu là: quý vị có hạnh phúc không? Chứ còn hôm ở Tây Thiên là không có đâu nha. Bữa đó không cảm ơn đó, bữa đó cà khịa đó. Bữa đó cà khịa thiệt á. Tại vì tê tái quá, tụng kinh gì đó mà cấm đầu cấm cổ tụng kinh, tụng chết luôn. Mà quý vị biết không, thầy thấy thầy Pháp Hòa cứ cầm mít tụng suốt một mình, thầy nói không được. Thầy thấy thầy bị lạc giọng, thầy nói thầy tụng một trang hoặc một đoạn thôi, để cho cái em kia nó tụng một đoạn để dưỡng giọng, chứ kiểu này mà tắt tiếng cái là rồi đó. Ca sĩ mà tắt tiếng là cái như đời tàn. Thấy dễ thương lắm, thầy nói không sao, con tụng quen rồi. Phải nói rất dễ thương. Lúc đó thầy mới cảm nhận được một cái câu rất là thống thiết trong một bài sám phát nguyện của các thầy tường tụng trong chùa đó: con quyết lòng vì đạo hy sinh. Đi tu vì đạo thì cả cuộc đời này có khóc có cười hay có nằm xuống cũng vì đạo mà thôi, không vì một lý do nào khác. Và chính các vị Phật tử đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho các thầy thủy chung với thệ nguyện vì đạo hy sinh này. Thầy nghe đâu có một đoàn Phật tử không có vé bay, phải đi đường bộ, đi qua Campuchia rồi đi qua Lào rồi bắt đầu mới qua tới đây để gặp người ta. Đừng có nói idol hay gì nữa hết á. Mà nói theo kiểu Lan và Điệp đi.
phải không? Nếu không có những vị Phật tử hết lòng vì đạo như thế thì các thầy làm sao có thể vượt qua được những khúc quanh của cuộc đời, ví dụ như bệnh tật chẳng hạn. Chính những điều đó làm cho vị thầy dễ thương của chúng ta vẫn ngồi đây, vẫn cười, mặc dù trong héo ngoài tươi. Cho nên cái việc mà các thầy chịu khó chịu khổ tu tập vì đạo, trong đó có từ nơi cái nguồn động lực nơi các Phật tử. Chính các vị đã tiếp thêm lửa cho các thầy có thể dấn thân hành đạo khắp các nơi, đến nơi mà mình chưa từng đến, gặp những người chúng ta chưa từng gặp. Nếu như đời sống bình thường, quý vị có dám không? Chắc hơi dè dặt. Nhưng vì một chữ đạo, cho nên các vị không ngại vượt đường xa, bỏ việc nhà, lại bỏ đi những cuộc vui mà đến đây để học đạo. Các thầy cũng ở phương xa về đây cũng để học đạo, để truyền đạo, để hành đạo. Và tất cả chúng ta đều chung tay để thắp sáng ánh đạo. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Không thể bỏ chùa vì sao? Vì ngôi chùa nó gắn liền với đời sống tâm linh của chúng ta bao thọ. Tiếng chuông chùa đã đi sâu vào tâm thức của chúng ta. Và hình ảnh của những vị tu sĩ, các thầy các cô thầm lặng ở trong chùa, vui buồn cùng khóc cùng cười với tất cả Phật tử bao thế hệ, nó đã trở thành một cái sự gắn bó mật thiết. Cho nên hôm nay và mãi mãi, thầy trò chúng ta cũng sẽ cùng gặp nhau để chung tay phụng sự đạo mộc. Sanh giả không, tử giả không, mấy ai trăm tuổi uổng công lo đời. Còn chút hơi ai ơi, nghĩ lại muôn việc đời cả thảy đừng mong. Vắng đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút nào. Có thể hôm nay nó sẽ trở thành món quà của dĩ vãng, nó sẽ là những hình ảnh đẹp trong ký ức của chúng ta. Nhưng chắc chắn có ngày mai, có đời sau, và cùng tột đời vị lai, chúng ta cũng sẽ phát nguyện hết lòng vì đạo và dốc lòng vì đạo. Em cũng xin phép cho em có một đường lui, xin nhường lại cho thầy Pháp Hòa tiếp tục với diễn đàn. Xin cùng thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Hòa Thượng Chứng Minh, Thượng Tòa cùng hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Chiều hôm nay quả thật là một buổi chiều hạnh phúc. Hạnh phúc nhất là sắp sửa đi được đi về đi ngủ. Là chúng con rất niệm ơn quý Ngài đã từ ở nơi quốc độ của quý Ngài và quý Ngài cùng bay về đây. Quý vị có nhớ ở trong kinh hay dạy chúng ta là một vị Phật ra đời thì ngàn Phật ủng hộ. Và khi đó có nhiều khi một vị Phật đang ở cõi này sai đệ tử qua cõi kia hỏi thăm Đức Phật. Và những lời hỏi thăm rất bình dị. Thầy của con hỏi thăm Ngài có ít bệnh ít não không, việc đời nhẫn được không, chúng sanh dễ độ không. Quý vị có nhớ những câu đó không? Ủa tại sao Phật mà hỏi những câu bình thường như vậy? Thế thì điều đó nó đã thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Dù chúng ta có nói ngàn lời đi nữa cũng không bằng
những điều bình dị trong cuộc sống. Tại vì những giáo pháp cao siêu nó giải thoát tâm mình, nhưng thủy chung chúng ta cũng trở lại cái hiện thực là chúng ta đã ở đâu, làm gì và nói gì. Nói mà người ta hiểu là thành công. Cho nên mình nói những gì mà người ta hiểu. Vì vậy các Đức Phật gặp nhau cũng làm một việc rất bình thường là hỏi thăm nhau. Mấy ngày nay quý thầy rất là hạnh phúc là được ăn cơm với nhau, được ngồi với nhau. Hồi chiều này Pháp Hòa đề nghị một vị Phật tử chụp dùng vài tấm hình trong khi quý thầy ngồi ăn cơm với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói một tấm hình chúng ta ngồi trang nghiêm đôi khi nó không quý bằng một tấm hình này. Tại vì đây là nói lên được cái tình huynh đệ, tình của người tu. Và mấy ngày nay rất nhiều quý thầy, quý sư cô dù chưa bao giờ biết Pháp Hòa trực tiếp, Pháp Hòa cũng chưa biết quý vị là ai, nhưng quý vị không có quản ngại đường xa hay là cái vấn đề biết hay là không biết, mà chúng ta biết nhau trong giáo pháp. Cho nên quý vị không quản ngại đến đây để được thăm Pháp Hòa, thăm quý vị và quý vị thăm Pháp Hòa, quý thầy. Cho nên hồi nãy ngồi ăn cơm ở trên lầu nói nghe sang lắm, mời quý thầy quý sư cô lên lầu dùng cơm, tưởng đâu có chỗ đâu ngồi đàng hoàng, ai ngờ người bớ dĩa kiếm góc ngồi. Và thưa đại chúng, Pháp Hòa quá, không ai nhớ chụp hình. Pháp Hòa nhớ đi ra thấy mọi người ngồi và nhớ chụp hình nha. Có tưởng đâu là ráp vô chụp cho đẹp, nó không, giữ nguyên vị trí đó, chụp như vậy mới giống trại tị nạn. Cái vui của người tu là vậy. Cái vui của người tu là được gặp nhau, được sống trong tình huynh đệ. Và cái câu Pháp Hòa rất tâm đắc, không có gì quý hơn tình huynh đệ. Và trong những ngày qua quý vị vượt đường xa đến đây cũng không phải để nghe pháp đắc đạo gì cả, mà chỉ để thể hiện tình huynh đệ thôi. Pháp Hòa trân trọng biết ơn tình huynh đệ này của toàn thể đại chúng. Hòa Thượng như một người ông, một người cha, đặc biệt sư bà Phước Viên như một bà ngoại, bà nội của mình. Tội nghiệp sư bà, là Pháp Hòa gặp sư bà lâu lắm rồi, lần cuối cùng gặp là năm 2018 ở Đài Loan. Lần này sư bà nhất định bay qua, và quý vị biết sư bà mang toàn cao lương mỹ vị đãi Pháp Hòa không? Mít kho, chả lụa và những món rau Việt Nam. Và đối với Pháp Hòa mấy ngày nay là toàn là cao lương mỹ vị, tại vì những món đó không có tìm được ở Canada. Giống bà ngoại lên thành phố thăm cháu vậy đó. Tội nghiệp nó ở dưới quê, nó lên thành nó học, nó học rồi giờ nó sống ở trển, nó ăn toàn đồ sang không, không có những món miền quê. Cho nên bà nội bà ngoại bưng toàn đồ miền quê lên, cù nèo, cù nèo, rau nhúc, và rò toàn những món mà rất là đậm chất miền Tây ở dưới quê. Mà những món đó rất ngon, nhất là mít kho, rồi cà pháo. Thành thử ra nhìn một bữa cơm toàn là những món, có thể mình nói là mình ngán, mà thật sự là những món đó nó thấm vào. Cho nên mỗi lần Pháp Hòa ăn tía tô, lúc nào Pháp Hòa cũng rất là cảm xúc, vì cái bài mà tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm, mai đây núi đồi lên xanh. Thì mình ăn cái lá tía tô đó, mình nhớ đất mẹ cho em hương quế tần ô. Đất mẹ cho em hương quế tần ô, tía tô rau húng rau ngò màu nhiệm. Đất mẹ cho mình những lá rau rất bình dị, nhưng mà không bao giờ thiếu trong bữa ăn của người Việt. Vì lúc nào mình ăn cái hương vị đó, những cái hình ảnh của miền quê, hồi lúc mình ở dưới quê,
nó trở về với mình. Hoặc những ngày tháng khó khăn mình đã ăn những món đó. Hồi trưa này có một Phật tử hình như ở Cà Mau đem lên cho 2 bịch bánh. Mà quý vị biết bánh gì không? Bánh tay cùi. Mấy chục năm rồi mới lại thấy bánh tay cùi. Bây giờ quý thầy bẻ ra ăn, sao nó khô quá, nó không ngon, thí dụ vậy. Nhưng mà thật sự nó là món bánh của tuổi trẻ ở dưới quê ngày xưa. Và hồi nhỏ cái gì cũng ngon hết, phải không? Quan trọng là vui chứ không phải là ngon dở. Một cây cà rem liếm một cái, xong thằng kia nói: ê mày, cho tao liếm miếng cho mày. Một cây cà rem mà chia hết tất cả, cho nên cái hình ảnh rất đẹp. Thưa, trong những ngày qua, Hòa Thượng, quý sư bà, quý ni sư, toàn thể quý thầy, quý sư cô có mặt với chúng con trong suốt từ ngày 1 cho đến giờ phút này. Và chúng con biết rằng đó là hạnh phúc của mình. Vì mình làm việc gì mà có người ủng hộ mình làm, nó phấn chấn cái tinh thần và mình nương oai thần của nhau. Trong kinh hay nói mình nương oai thần của Bồ Tát này, của vị Phật đó. Cho nên quý vị lớn tuổi muốn qua đây cũng phải nương oai thần của các bạn trẻ, phải không? Vì vậy cho nên mình nương oai thần với nhau mà cùng bay về đây có mặt trong pháp hội này. Ngày xưa Hoài Huệ Khả đi cầu đạo, đến gặp Ngài Đạt Ma. Và Ngài Tổ sư Đạt Ma hỏi: ông đến đây để làm gì? Nói: dạ con đến đây cầu pháp. Pháp thậm thâm vi diệu, ông quỳ trước tiếc con chút về, làm sao đủ để gọi là cầu pháp. Ngài Huệ Khả lấy tay chặt, lấy cây dao chặt một cánh tay, dâng lên cho tổ và hỏi tổ: như vậy có đủ để nói lên lòng cầu đạo chưa? Tổ nói: khá. Cho nên đặt Huệ Khả. Và thưa đại chúng, mình có thể nói: trời sao ác dữ vậy, người ta đi tu mà bắt chặt tay. Ở đây chúng ta nên nhận cái ý, vì cầu đạo, đạo là gì? Không phải một chân, hoặc không phải một tôn giáo, mà chúng ta đi tìm một chân lý, một đạo lý để sống. Cầu đạo tức là mình đi tìm một con đường giải thoát an vui. Cũng giống như ai mà dạy gì đi đường bích, ai dạy gì đi đường sình bùng, ai dạy gì đi đường hầm hố, ai cũng muốn tìm một con đường trơn tru sáng lạc. Thì chúng ta đây cũng thế. Chúng ta đi cầu đạo không phải là một tôn giáo đức tin, mà chúng ta cầu một con đường đưa đến mình giải thoát. Nhưng nếu muốn giải thoát mà còn chấp thì không giải thoát được. Cho nên ở đây là cái hình ảnh chặt tay. Bàn tay là tượng trưng cho cầm nắm, mà nếu mà còn cầm nắm chấp thì không thể cầu đạo được. Cho nên chặt cái tay nghĩa là phải làm sao xả đi cái gì? Chặt đi cái cố chấp của mình. Từ đó chúng ta thấy đạo. Quý vị hiểu ý không? Cho nên thời gian vừa qua quý vị ở đây nghe 3 bài pháp, 4 bài pháp, nghe rồi cũng vậy thôi, nó cũng nhiêu đó thôi, xào tới xào lui cũng nhiêu đó thôi. Nhưng mà chúng ta nuôi dưỡng có mặt với nhau, giống như ngày nào ăn cơm cũng có mặt với nhau vậy. Hy vọng một câu chuyện nhỏ để quý vị ráp lại với nhau, ráp lại rằng mỗi ngày chúng ta sống là chúng ta tìm cho mình một con đường để an lạc, khai sáng, giải thoát. Mà muốn như vậy, sự chấp trước phải buông bỏ. Không cần chặt cánh tay, nhưng mà chặt một cánh tay chấp trước. Vì bàn tay là tượng trưng cho cầm nắm chấp giữ, mà hãy còn cầm nắm chấp giữ thì không thể thấy đạo. Quý ngài vượt đi tất cả mọi cái nhân ngã, cho nên thượng tọa viện chuyên tu, thật sự Pháp Hòa cũng không ngờ qua đây được gặp thầy, mà qua đây cũng không ngờ được gặp rất nhiều vị mà Pháp Hòa nghĩ rằng quý ngài sẽ không có. Đặc biệt là như Hòa Thượng có mặt từ đầu đến đuôi, rồi mai này còn đi theo đoàn đi qua Lào. Cho nên là
Hồi chiều Pháp Hòa có thưa đại chúng, Pháp Hòa nói Hòa Thượng tu hai đạo, tu tiên chứ tu Phật. Ăn được, ngủ được, bay hoài là tiên. Chúng con rất biết ơn Hòa Thượng, biết ơn Thượng Tọa trụ trì Viện Chuyên Tu, Sư Bà Chùa Phước Viên, Sư Bà Tỉnh Giá Ngọc Đạo, cũng như toàn thể quý tôn đức tăng ni đã dành cho chúng con nhiều tình cảm trong những ngày qua, và đặc biệt là toàn thể quý Phật tử nam nữ từ đất Việt Nam quê nhà sang tận Thái Lan này để cho chúng con được thăm quý vị và được cùng sinh hoạt với nhau trong những ngày qua. Chúng con, riêng con thì rất hạnh phúc, không biết quý vị có hạnh phúc không thôi. Thưa thời giờ cũng có hạn, tất cả mọi người cũng đã mệt mỏi suốt một ngày. Ngày mai này có nhiều chuyến bay còn rất sớm. Chúng con xin được nhân giờ phút này được bày tỏ lòng biết ơn của mình. Bên cạnh đó, chúng con rất cảm ơn Thầy Minh Phú cũng như là tất cả những đệ tử của Chùa Tường Nguyên. Các anh chị đã hết lòng, hết sức phụng sự cho khóa tu này lần đầu tiên được tổ chức tại Thái Lan. Và có thể nói rằng các anh chị đã đem hết tâm lực của mình, sức lực của mình để vào trong khóa tu này, để đến giờ phút này mọi thứ được thành tựu tốt đẹp. Xin Tam Bảo chứng minh công đức và hộ trì cho tất cả quý tôn đức, tăng ni, toàn thể Phật tử, Thầy trụ trì Tường Nguyên cũng như các đệ tử chân cứng đá mềm, thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và để bày tỏ lòng biết ơn, con kính cúng dường đại chúng một bài vọng cổ. Hy vọng là con nhớ trọn bài. Bài này có tên là Xuân Này Con Không Về. Con không thuộc và thượng phụ hát nha. Chiều nay én liền trời cao, mái đào đầy sân rầy, nẻo quyên mù sương diêu diện. Mẹ ơi, xuân năm nay chắc con sẽ không về. Chắc chiều nay mẹ tựa cửa đợi chờ, ngày ra đi con có hẹn rằng sẽ trở lại khi mai đào rụng cánh đầy sân. Trời bây giờ trời đã sáng xuân, mà con của mẹ vẫn đôi đường trắc trở. Nhớ mẹ nhiều nhưng không thể về thăm, ôi nỗi chờ mong chắc tóc mẹ đã bạc màu sương tuyết. Tết năm nay chắc nhà mình buồn lắm, nẻo trước giường sau tiêu điều trong vắng. Xuân đã về chưa mà con của mẹ vẫn chưa về. Thắp ba nén nhang mẹ đứng giữa bàn thờ, lời khấn nghe như lời tâm sự. Ông ơi, Tết đến rồi mà con nó cũng chẳng về thăm. Nhà còn một con gà không dám làm thịt để cúng ông. Chờ đợi nó về để vui say trong ba ngày Tết. Ngày phết ở bánh phòng, đêm canh giấc ở nồi bánh tét. Chờ đợi mỏi mòn mà con có về đâu. Mm.
mấy đứa em con đang đùa vui tung tăng nơi ngoài ngõ. Chợt buồn hỏi mẹ sao Tết năm nay không thấy anh về. Mẹ quay mặt dấu che ngấn lệ chợt tuôn trào. Thằng Út nói, anh hai hứa Tết này sẽ may nhiều áo mới cho tụi con, hay là anh không còn thương con thương má? Nè, đừng nói bậy con, nó thương tụi con thương má lắm, nhưng đường còn xa nên không về kịp xuân này. Dời dời phương trời ôi thương nhớ biết bao nhiêu, nhớ mẹ, nhớ em, nhớ từng con đường nhỏ. Một sáng mùa xuân trai làng khoe áo mới, nhớ đồng tiền lì xì tuổi ấu thơ. Xuân năm này tóc mẹ đắt bạc phơ, xuân năm này cũng không còn nghe tiếng pháo. Bầy em nhỏ ngỡ ngàng trong manh áo mới, Tết đến rồi đây mà như xuân vẫn chưa về. Con biết bây giờ mẹ đang trông đợi thằng con phiếu bạc kiếp lông đông, cho nên tóc mẹ kèn thêm bạc, thương nhớ cho lòng mẹ héo hòn. À, xin một phút thôi ạ, đã xin phép Hòa Thượng chứng minh rồi. Kính thưa quý Phật tử, Thầy đã thấy được những giọt nước mắt của các Phật tử khi nghe Thầy Pháp Hòa hát "Xuân này con không về". Kính thưa Thầy, con không về được mẹ ơi, quê hương gần lắm mà vời vợi xa. Hy vọng rằng có một ngày không xa, chúng con cũng như các Phật tử ở quê nhà Việt Nam được cùng đón Thầy. Nghe Thầy hát thiên thượng cùng cảm xúc. Thầy mượn lời của bài hát này để gửi gắm tâm tư của mình cho những người Phật tử ở Việt Nam. Và tin rằng tất cả mọi người sẽ thông cảm để chờ thêm một thời gian nữa đủ duyên để chúng ta được đón Thầy. Một lần nữa thì thường xin thay lời cho tất cả các Phật tử có mặt ở đây cũng như những Phật tử ở Việt Nam, cầu mong được đón Thầy về đất mẹ Việt Nam. Chúng con xin trân trọng cảm ơn những lời từ nơi Thượng Tọa trụ trì Viện Chiên Tu đã nói thay cho nỗi lòng của hàng ngàn Phật tử có mặt nơi đây, hàng nhiều ngàn Phật tử đang xem trực tiếp trên Facebook, trên YouTube, và nhiều ngàn, có khi cả hàng triệu Phật tử yêu mến Thầy Pháp Hòa. Mong có một ngày Thầy được trở về đất mẹ Việt Nam để hoằng pháp và chia sẻ niềm vui chánh pháp với tất cả mọi người. Xin những tràng pháo tay thật dài, thật lớn nữa để ước mơ này của chúng ta sẽ được nuôi lớn lên và một ngày nào đó không xa sẽ trở thành hiện thực. Xin thành tâm cung thỉnh Thầy trụ trì Trúc Lâm Tây Thiên lại có thêm một lời nữa với chúng con. Một tràng pháo tay nữa để thỉnh Thầy ạ. Dạ, không có lời nào hết. Chỉ nhớ hai câu thơ của cụ Tản Đà thôi. Phải không? Quý vị nhớ bài Thề Non Nước không? Nước non nặng một lời thề, nước đi đi mãi chữa về cùng non.
Chúng con xin chọc ân thầy, chưa về cùng non, chứ không phải là không về cùng non. Chưa về, chúng ta sẽ hẹn ngày trở về. Giờ phút này đây, bế mạc, thời khắc ấy cũng gần điểm rồi. Xin cho toàn thể chúng con được hướng về nơi Hòa Thượng Đệ Nhất Chứng Minh, kính thỉnh Hòa Thượng nói lời bế mạc cho khóa tu này. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Minh Phú trước khi đi có công chuyện, có gửi gắm thầy nói lời cảm tạ cuối cùng để kết thúc khóa tu vì thầy bận. Thì nãy giờ quý thầy cũng có, như thầy Tuệ Nhật cũng có nói đời lời cảm tạ rồi. Thầy chỉ nói là trong suốt khóa tu, từ ngày khởi đầu ở nơi resort tới đây vân vân, nếu ban tổ chức, người dẫn đầu của ban tổ chức là Minh Phú, có những gì do sự sắp đặt mà có hơi nghiêm khắc một chút, có một gì sắp xếp mà quý vị có thể thấy rằng nó hơi khó khăn, thì xin niệm từ niệm tình tha thứ cho. Và tất cả những khiếm khuyết đó đó xin ghi nhận để chuẩn bị cho cái khóa sau sẽ hoàn thành hơn nữa. Và giây phút chúng ta bế mạc này cũng là giây phút chúng ta phải có một niềm vui, như Thượng tọa Pháp Hòa và Thượng tọa Thiền Thượng nói, sẽ về quê hương, một ngày về đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta đã có quê hương tất cả các nơi rồi. Nơi nào chúng ta có niềm vui là chúng ta đã có quê hương. Khi về lại nơi đất tổ, quê cha, nơi chùa xưa, nơi mái ấm ngày trước, thì chúng ta lại có niềm vui của nơi tổ quốc đầu tiên. Thì bây giờ nên hết sức là chúng ta ứng dụng được cái pháp tu để nơi đó là nơi có niềm an vui, nơi đó là quê hương của chúng ta. Hễ an trú được pháp môn tu, có niềm pháp lạc, tức là chúng ta có quê hương nơi đó.